Xin chào quý anh chị, hôm nay là một ngày rất là đẹp. Một ngày Khanh bàn giao cho gia đình của anh Thắng, chị Hiền chiếc xe Volvo XC60 tại khu dân cư Gia Hòa, quận 9, Thủ Đức. Thì hôm nay xung quanh đây là khu dân cư, một khu dân cư rất là đẹp, yên tĩnh. Và gọi là Khanh thấy cái không khí ở trong đây rất là an toàn. Mọi người để xe ngoài đường thoải mái luôn. Đây là một cái khu Khanh thấy rất là hay á. Cái chiếc xe Khanh gửi đến cho anh Thắng và chị Hiền là Volvo XC60 phiên bản Ultimate 2023. Thì cái chiếc xe này hiện tại Volvo Car Sài Gòn đang có chương trình ưu đãi, là quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh. Đây là chương trình ưu đãi của tháng 3, đó là trả góp 0% 6 tháng cộng với lại 1 năm bảo hiểm vật chất. Trong trường hợp nếu quý anh chị mua tiền mặt không cần đến gói hỗ trợ 0% thì bên Khanh sẽ có một cái đề xuất riêng dành cho quý anh chị. Và chi tiết quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0856 131313. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan để cho nhà mình có thể đem chiếc xe về theo nhu cầu cá nhân của nhà mình nha. Dạ. Về chi phí bảo dưỡng của xe Volvo, cụ thể là chiếc xe đến từ châu Âu, thì nói chung thì quý anh chị thường hay lo lắng là cái xe của mình nó gọi là có một cái mức chi phí bảo dưỡng nó cao, cao hơn xe đến từ châu Á. Thì quý anh chị đừng có lo lắng, Volvo có chi phí bảo dưỡng rẻ hơn cái xe phổ thông. Và bản chi phí bảo dưỡng này Khanh đã để trên màn hình, quý anh chị có thể tham khảo và coi. Chi phí bảo dưỡng của xe Volvo 10.000 cây chúng ta mới đi một lần, chứ không nhất thiết phải 5.000 cây nha. 10.000 cây mới đi một lần. Và mỗi lần đi như vậy thì chúng ta sẽ tốn là khoảng 3 triệu đồng, bao gồm cả tiền công và cả tiền vật tư. 10.000 cây mới đi một lần tốn 3 triệu. Và lần tốn tiền nhiều nhất là 9 triệu là cho cấp bảo dưỡng lớn 40.000. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ để quý anh chị hiểu rõ hơn. Một chiếc xe châu Âu không có chiếc nào giống chiếc nào hết. Và Volvo là một trong những nhà sản xuất ô tô có mức bảo dưỡng và mức sử dụng, chi phí sử dụng xe nó thấp, để quý anh chị có thể sử dụng yên tâm, an toàn. Volvo thiên về an toàn. Và một chiếc xe có hệ thống khung gầm vững chắc, thiên về an toàn, sẽ giúp cho quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm hay. Bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi video hướng dẫn sử dụng xe nha. Chào anh chị. Dạ. Thắng ơi. Dạ. Để chị cầm cảm... Dạ không, được, bó hoa này gửi tặng chị. Cảm ơn anh chị. Em ngồi đây này. Dạ. Dạ dạ không, em còn đồ trên xe nữa, để em đem đồ xuống. Dạ. Dạ 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 em xin. Anh Thắng. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Con. Dạ. 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 Em xin phép bàn giao giấy tờ. Cái áo thun, áo thun gửi tặng anh. Dạ. Áo thun luôn. Dạ. À còn cái nón nữa thì em xin phép gửi chuyển phát nhanh về sau. Dạ. Dạ, một chai rượu. Để nhà mình bữa nay khai tiệc nhẹ. Dạ. Rồi, cái này là biên bản bàn giao, thì lát nữa em sẽ kiểm tra xe xong rồi em xin phép nhờ anh ký. Rồi, hai cái chìa khóa Volvo thì anh cho em xin mượn để em giải thích về cái chìa khóa. Dạ đây. Đây là hai chiếc chìa khóa, thì cái chìa này là chìa chính, chìa này là chìa phụ. Cái chìa chính là có thể xóa chìa phụ, có thể giới hạn tốc độ chìa phụ. Em ví dụ nếu anh cho một ai đó mượn chìa khóa của mình, mượn xe của mình, anh có thể đặt giới hạn tốc độ 60, 70, 80 trên đây. Thì cái người sử dụng cái chìa này chỉ có chạy tối đa là bao nhiêu đó thôi.
lát nữa em sẽ ra xe hướng dẫn. Dạ, tức là em giới thiệu tính năng rồi xong rồi lát nữa em sẽ ra xe hướng dẫn sử dụng các chi tiết lại. Rồi, cái chìa khóa của mình á thì anh có thể thay đổi phong cách bằng cách đó là anh gạt ở đây. Ở đây nó có cái gạt nè. Anh lẫy xong trượt nó ra. Thì ở đây mình sẽ là thay mình có thể thay bằng da, rồi bằng gỗ, bằng những cái vật liệu nào mà mình cảm thấy thích. Nó giống như cái ốp lưng điện thoại. Dạ. Ở đây nó còn cái chìa khóa cơ. Cái chìa khóa cơ này phòng ở trường hợp là mình hết pin để mình vào trong xe. Và cái chìa khóa này nó sẽ để ngay cái hộc nước để nó đề nổ máy mình có thể sử dụng được. À, khi mà em gạt ở phía sau đây. Đây, em gạt phía sau đây. Ở đây nó có cái chỗ gạt nè. Đây, anh gạt ra thì trượt ra để mình thay cái nắp lưng phía sau. Đây. Và ở đây thì mình sẽ dặn ra để mình thay cục pin. Cái pin này khi mà hết á thì mình mua pin trong siêu thị mình thay thôi. Dạ nó không tới 10.000 cục nữa. Không bao nhiêu. Thì dạ hai đến 3 năm mới thay. Dạ là để tránh trường hợp mình để trong túi quần bị cấn. Dạ. Rồi bên đây là nút tìm xe trong bãi. Em ví dụ mình đậu xe trong hầm Vincom á thì mình không biết cái xe mình ở đâu thì mình đè giữ xe nó sẽ hú lên. Mà khi mà hú lên anh muốn tắt thì anh bấm nút mở lóc cửa hoặc lóc cửa nó sẽ tắt. Dạ không biết anh cũng muốn thử cái tính năng này không? Bấm cái nó tắt không? Dạ bấm lại nó anh tại vì bấm là nó sẽ định vị và nó hú còi lên. Nhưng mà mình bấm trở lại mà. Bấm trở lại thì nó không tắt. Thành ra là anh phải bấm lóc cửa. Đè giữ giúp giùm em. Đó, hai chìa nó giống nhau. Ủa sao nó kêu to đó. Chắc tại xe mới. Rồi, ok. Dạ rồi, đây là hai chiếc chìa khóa của mình nha. Rồi. Dạ đây. À, do xe của mình á, nó thiết kế cái nắp xăng là dạng lật, nó không có cái nắp dặn tẹt tẹt. Thành ra là ở đây nó có một cái giống như cái quặng để mình đổ xăng trong trường hợp mình đi off road trong rừng mà mình không có đổ xăng bằng bình đó. Dạ. Dạ nhưng mà chắc cái này là mình đi trong phố thì chưa bao giờ sử dụng đâu. Dạ nhưng mà Volvo thì nó luôn có trang bị sẵn. Đây. Ở đây là nhựa chụp các cái ốc trên mâm thì để cho nó đẹp và nó bảo vệ. Thì lát nữa em sẽ ra em chụp cho mình. Ở trong đây nó có một cái cây gấp. Ở trong trường hợp á, mà mình gọi là làm cái giá vỏ xe á, hoặc mình gỡ bánh xe ra thì dùng cái gấp này gấp ra. Dạ. Dạ. Ở đây là cái bộ sách hướng dẫn sử dụng, sổ tay hướng dẫn sử dụng. Cái xe của mình á, là sẽ được bảo hành là 3 năm không giới hạn km, có nghĩa là Volvo khuyến khích mình đi. Mình đi bao nhiêu km cũng được, nó chỉ tính thời hạn là 3 năm thôi. Thì Volvo cho phép mình mở rộng thêm là 2 năm nữa là 5 năm không giới hạn km với chi phí là 32.800.000. Nếu mà mình đồng ý mình mua thì mình bổ sung thêm. Dạ. À, cái giá 32.800.000 này mình có thể mua trong vòng 1.000 cây đầu tiên với giá 32.800. Nhưng nếu mà mình chạy trên 1.000 thì nó sẽ tăng lên khoảng 35 triệu. Còn nếu mà mình chạy trên 1 năm rồi thì nó sẽ 1 năm đến 3 năm nói chung trước bảo hành đó thì nó sẽ lên khoảng 40 triệu. Là thì cái này mình thích nên mình mua thêm. Tại vì mua thêm gia hạn bảo hành thì cái xe của mình sẽ yên tâm hơn khi sử dụng. Tại vì thường mọi người đang lo về cái xe châu Âu á, xài một thời gian cái chi phí gọi là thay thế phụ tùng nếu mà nó bị hư hỏng. Em ví dụ như phụt bị xì nhớt thì nó đắt tiền. Thì cái gia hạn bảo hành này nó sẽ là lợi thế. Xe Volvo, cái C60 của mình nó xài phụt là thủy lực, nó không phải phụt hơi. Thành ra cái chi phí thay của nó cũng không phải quá đắt. Nhưng cái XC90 nó là phục hơi. Thì nếu mà sau 4 năm thì dấu hiệu phục hơi nó sẽ có dấu hiệu xì, nó không còn hơi nữa. Thì nếu mà thay một cái phục hơi của XC90 thì nó tương đương với cái gói gia hạn bảo hành. Đã. Tại vì gói gia hạn bảo hành này nó bán bằng giá XC40 cũng giá này, S90 cũng giá này, XC60 cũng giá này, XC60 cũng giá này. Đã. Thành ra nếu mà những chiếc xe có giá trị cao giống như xe của mình thì nó sẽ lời hơn XC40. Xe 40 là chiếc xe ở phía sau em đi. Dạ.
À, còn về bảo dưỡng, rồi, em xin phép chia sẻ là Volvo bảo dưỡng rất là rẻ. Thì cái bản chi phí bảo dưỡng em có gửi cho anh với chị tham khảo hôm trước. Không biết anh chị còn giữ không? Không có nhớ thì em gửi lại liền đây. Đây, để em gửi lại liền. À, chi phí bảo dưỡng của Volvo rẻ lắm. Đây, để em. Cái bản chi phí bảo dưỡng đây. Để em chia sẻ liền. Đây, đây. Bản chi phí bảo dưỡng nè, em gửi cho anh coi. Đối với XC40 của mình, XC60 của mình dòng B6 thì một lần bảo dưỡng 10.000 là 2.800.000. À, cấp 20.000 của mình là 5 triệu, cấp 30.000 là 5 triệu 9, còn cấp 40.000 đó là 7.200.000. Tức là 10.000 cây mình mới đi một lần, chứ không nhất thiết là phải 2.000, 3.000 hay 5.000 hay 8.000. Đúng 10.000 đi vô một lần, 10.000 hoặc một năm. Có nghĩa là nếu mà anh chị đi ít thì một năm anh chị gặp em một lần. Còn nếu không thì anh chị đi nhiều thì năm có thể gặp em hai lần. Dạ, thường thì gia đình đi một năm tối đa em thấy là khoảng tầm 15.000 cây là hết cỡ, chứ không có đi nhiều hơn. À, mỗi lần đi như vậy thì cái chi phí này là trọn gói, không có phát sinh bất kỳ cái chi phí nào yêu cầu anh là gọi là xúc cái này xúc cái kia. Nó bao gồm tất cả các tiền công và tiền vật tư Volvo niêm yết toàn bộ hết. Dạ, nó không phải giống như những cái hãng xe bình dân, anh ơi xúc kim phun, anh ơi xúc hộc nạp đủ thứ, cái đó không cần. Dạ. Còn về xăng, em lưu ý anh là mình đổ cây xăng Petrolimet. Bởi vì cây xăng Petrolimet nó là xăng 95 chuẩn Euro 5, tức là 95V. Thì cái xăng 95V nó sẽ mắc hơn xăng 95 bình thường chuẩn Euro 3, nó khoảng 800 đồng. Dạ. Cái giá xăng 95 mà công bố trên mạng á, nó là xăng 95 Euro 3. Còn xăng 95 Euro 5 thì nó sẽ mắc hơn khoảng 800 đồng. Mà khi nó mắc hơn, cái xăng Euro 5 mình chạy xe sẽ mượt hơn. À, cái xe mình nó sẽ thoát hơn và nó ít bị mùi than hơn. Dạ. Nhưng mà lấy dùng trên đường mà mình không... Nếu mà trên đường không có xăng 95 để đổ, anh có thể đổ cả 92. 92 bình thường. Sau đó mình đi về mình bổ sung lại, không vấn đề gì hết. Tức là dạ, cũng thật ra thì chạy xe trên đường xăng là cần thiết. À, thành ra anh có thì anh cứ đổ thoải mái, không vấn đề gì hết. Sau đó mình chạy hết mình bổ sung lại. Thật ra một bình xăng trên xe 65 lít, anh có đổ 40 lít vô, sau đó anh đổ bù lại cũng không vấn đề gì hết. Dạ, cũng đừng có lo lắng, tại vì em dặn là để cho cái xe mình sử dụng hàng ngày nó tốt nhất thôi, chứ không có nghĩa là bắt buộc phải xài loại đó. Dạ, xăng 92 vẫn được bình thường. Dạ, nó không bị kén xăng giống như những cái dòng xe khác. Dạ, Volvo nói chung lành lắm. Rồi. Ok. Dạ được ạ. Vậy lát nữa là mình dê xe vô khu này luôn đúng không ạ? Ở khu, dạ, để lát nữa em hướng dẫn cho mình. Anh, em nhờ anh đi một vòng giúp giùm em coi xe có chạy xước gì không ạ? Trong khoảng này V và O thì tương đương với lại ở phía sau nó khoảng này. À, em ví dụ nha. Đây. Là tức là anh đi siêu thị hai tay hai túi đồ, mình cầm thì mình cần đá cớp và mình đưa vào. Trong trường hợp anh muốn đá cớp xuống thì mình cũng đá ngay y chang như vậy. Dạ. Cái điều khiển đang dạ, cái này nó có chống kẹt. Trong trường hợp mà mình đưa lên thì nó cũng giữ, hoặc là đi xuống nó có kẹt nó cũng giữ lại. Dạ. Rồi. À, nếu mà cái chiều cao của mình á, em ví dụ giống như hầm xe mà nó bị giới hạn á, mà mình muốn nó cỡ này thôi thì anh tới đây anh đè giữ. Nó đến khi nó kêu bíp bíp là nó sẽ lên đúng ngay vị trí này. Dạ. Rồi. Ở đây nó có hai nút, là nút đóng xuống thôi. Nút này là đóng xuống thôi. Cái nút kế bên là đóng xuống và lóc cửa luôn, để mất công anh không cần phải bấm chiếc chìa khóa lại. Em ví dụ. Đây. Dạ, đóng xuống là nó lóc cửa luôn. Dạ. Đó, thành ra là anh không cần phải bấm lại. Mà đá chân thì nó có khóa. Dạ, đá chân mình có chiếc chìa khóa trên người. Đá chân thì phải khóa lại. Dạ. Mình đóng xuống thì mình bấm cái nút kia. Dạ. Còn trong trường hợp nếu mà anh muốn mở tay thì ngay chữ L ở phía đây nó có nút mở tay. Rồi. Bây giờ anh thao tác giúp giùm em. Cái này đóng xuống.
Rồi. Bấm chữ L. Bấm ngay chữ L. Bấm vào đó thôi chứ mà. Dạ đúng rồi. Cái nút đúng không? Dạ đúng rồi, ở phía sau nó có cái nút. Dạ, bây giờ em đỡ lên một tí nha, tại vì em thấy anh cao á, nhiều khi đi đi đụng đầu. Rồi. Rồi, bây giờ anh giúp giùm em, anh thao tác đá đá chân giúp giùm em thử. Dạ, mình đá là đưa thẳng vô và dứt khoát. Đó. Chính xác. Chính xác. Đúng. Đó, được rồi. Dạ, chính xác. Dạ. Tại vì cái này không không phải ai cũng đá được, cứ là thói quen thôi. Dạ. Rồi, bây giờ ở phía đây thì nó sẽ có một cái học. Cái này là cái thanh tam giác. Để trong trường hợp xe mình đậu muốn thay vỏ đó thì mình xài cái tam giác này mình dựng lên. Dạ. Rồi mình dặn lại thôi. Đây, ở đây. Cái này để móc lên trên. Em giới thiệu. À, đây là bánh xe dự phòng. Ở đây là cái bộ bình hybrid, tức là bình khi mà anh đạp phanh á nó sẽ nạp điện vào bình này. Rồi. Còn cái bình ắc quy của xe là nó nằm ở đây. Thành ra là nếu mà anh muốn câu điện cho một chiếc xe ở phía sau thì anh phải dỡ bánh xe dự phòng này ra. Đã, lưu ý giùm em cái này thôi. Tức là cái xe em ví dụ á là cái xe ở của em nó hết bình. Mình muốn câu bình giữa xe và xe thì bỏ cái này ra. Mở bánh xe dự phòng ra câu. Đã, nó thiết kế nằm ở phía sau. Ở phía trước nó cũng có một cái chỗ, lát nữa em sẽ hướng dẫn thêm. Đã. À, con đội, đây là con đội, cái này đồ kéo xe. Rồi. À, đây là cái túi lưới này để mình đi chở chó mèo. Cái tụi châu Âu nó thiết kế cho cả động vật thì nó sẽ móc ở đây và nó móc lên hai chỗ này để khi mà mình chở chó mèo á nó không có bị văng ra trước. Dạ. Mình chỉ cần bung nó ra, hai cái đầu này nó sẽ đưa lên đây. Dạ. Còn nếu mà mình không dùng thì mình có thể bỏ ở nhà hoặc là bỏ vị trí này. Dạ. Dạ. Đã, thì châu Âu nó thiết kế vừa lịch sự cho phụ nữ mà vừa lịch sự cho cả chó mèo nữa. Dạ. Rồi, ở đây thì nó sẽ có những cái nguồn điện 12V để anh có thể là sạc thiết bị hoặc là xài cái bơm lớp điện. Dạ, cái bơm lớp điện thì anh có thể mua cái bơm lớp nó rơi vào khoảng 800 ngàn bỏ trên xe. Mình tự bơm ở nhà, bơm vừa ô tô vô tới xe máy. Dạ. Rồi. Bơm lớp điện. Dạ. Ở đây em giới thiệu với anh là cái ghế này ghế trẻ em. Nếu mà mình có chở mấy cháu mà hơi nhỏ thì mình có thể bấm. Đưa lại. Dạ. Để khi mà nó ngồi lên đây á, mình nhìn gương hậu mình thấy nó. Với lại cộng dây đai an toàn á, nó ngay cái bả vai nó không bị ngay cổ. Dạ. Đây, là mình đeo cộng dây đai an toàn cho nó. Rồi, cái lưng ghế này mình muốn gặp lại mình chỉ cần bấm ngay phần lưng. Đây này, bấm đây. Thì nó sẽ xếp thành một cái sàn phẳng. Khi mà mình đi du lịch, mình đi picnic á, mình có thể nằm ngủ trên đây. Dạ. Dạ là. Dạ, đây là phần phía sau thôi. Dạ. Em giới thiệu. Nếu mà mình muốn mở nắp capo thì ở đây. Ngay vị trí này. Dạ, anh kéo luôn giúp giùm em để mình có cảm giác cái tay kéo. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, em nhờ anh. Ở ngay cái logo. Ngay cái logo nó sẽ có một cái cần lẫy. Em nhờ anh đưa tay vô gạt qua phải. Gạt qua phải. Dạ, gạt qua phải. Đưa tay gạt qua phải. Rồi. Nó tự động nó bung lên. Rồi, lúc nãy em có nói là vị trí câu bình ở phía trước, đây là dương. Đây là âm. Đây là hai vị trí này. Thì ở đây á nó không cho câu xe với xe. Mà nó chỉ có kích bình bằng cách á là mình có một cái bình kích á, mình kích á thì kích trên đây. Rồi, ở nhà mình chỉ có lưu ý giúp giùm em duy nhất á là đổ nước rửa kiến. Đây. Cái nước rửa kiến này mình có thể đổ nước lọc bằng nước rửa xe bình thường. Và mình sẽ dùng cái chai nước rửa kiến đậm đặc. Em sẽ gửi cho mình cái link mua online Shopee Lazada 180.000 xài 1 năm không hết. Dạ, đừng có mua cái chai nước rửa kiến bự rồi mình đổ vô nó phí lắm.
cái đó là dung dịch đậm đặc, mình chỉ cần một nắp thôi, 180.000 là mỗi lần 4 lít nước ở đây là bằng chỉ có một nắp. Ở nhà mình có lau rửa thì lau rửa bình thường. Lưu ý giùm em những cái hộp điện thì mình đừng có xịt nước áp lực thẳng vào thôi. Rồi, còn các chi tiết khác thì bình thường. Rồi, cái nắp capo của mình á, là nó là nắp bằng nhôm, thành ra mình sẽ không thấy các cái ron chỉ cửa ở đây. Nó bằng nhôm. Dạ không có đâu. Nó nhẹ hơn và nó cứng hơn. Rồi, nhà mình lưu ý giúp giùm em, ở khu mình cũng có thể bị ngập, tại vì em thấy một số thời điểm nó có ngập á. Thì cái cổ e, đây là vị trí cổ e và nó sẽ hút qua khoảng này. Thành ra là khi đi qua chỗ ngập nước á, chạy chậm giúp giùm em rơi vào khoảng 20 km/h thôi. Khoảng đó không cần nhất thiết là phải tắt thiết bị điện ở phía trong, không cần nhất thiết phải tắt máy lạnh, tại vì xe mình nó rất là mạnh và nó dẫn động hai cầu. Rồi, chỉ cần chạy chậm. Tại sao em dùng từ chạy chậm là bởi vì á, chạy nước nó sẽ dâng lên, nó tạo sóng, và khi mà tạo sóng nó sẽ có thể vào cái khoang này. Anh lưu ý giúp giùm em chạy nửa bánh xe, nửa bánh xe thôi, tức là nửa bánh xe là xe máy nó, xe máy mà xe máy tay ga là nó đã hết chạy được rồi, coi như xe mình chạy cũng rất là thoải mái. Em chỉ lưu ý là chạy chậm thôi. Rồi, trong trường hợp mà đi vào chỗ ngập nước, nếu cái xe của mình bị tắt máy, tuyệt đối không được đề lại, tại vì đề lại nước nó sẽ vào phía bên trong. Rồi, cái đó là về thủy kích, thì bảo hiểm nó sẽ kéo xe về đại lý và nó xử lý cho mình. Tiền phí kéo xe bảo hiểm trả, phí thủy kích xử lý thì 20-80, bảo hiểm sẽ trả 20, mình trả bảo hiểm trả 80, mình trả 20. Rồi, đó là lưu ý về thủy kích thôi. Mình không có cần phải thâm nhớt gì hết, tại vì cái xe nó có cảm biến, nếu mà nó có bị thiếu nhớt thì nó sẽ tự động báo vô trong. Nó thiếu nửa lít, thiếu một lít, thiếu một lít rưỡi gì, nó sẽ tự động báo vô táp lô luôn. Mình không cần phải thâm nhớt. Chỉ cần giúp giùm em là chạy 1 năm hoặc 10.000 cây ghé em. Xe mình chạy không cần rô đài. Đường Việt Nam cho 80-120 cứ quất lát. Dạ, đừng vi phạm tốc độ. Rồi, khi mà đóng xuống, anh giúp giùm em, anh đứng bên hông, xong anh đóng xuống. Đã, em ví dụ chị có thói quen xài cái ghế phụ ở vị trí nào đó, thì chị chỉnh cái ghế xong rồi chị sẽ bấm M, okay. Số 1, mà nó nghe cái toàn cái là nó sẽ lưu vô số 1. Rồi vợ anh ngồi ở vị trí này thì sẽ có thói quen sử dụng số 2, thì mình sẽ bấm vô số 2. Và sau khi mà lưu xong rồi, em ví dụ cái ghế của mình ở vị trí nó khác đây, thì mình muốn lên mình bấm lại thì mình sẽ bấm số 1 và giữ giúp giùm em là tự động nó chạy lại. Xe Volvo thì nó hơi khác một tí, là các xe khác á, nhấn vô số 1 thì nó sẽ tự động chạy, còn xe Volvo nó có yêu cầu mình sẽ giữ một tí. Dạ, giữ thì nó sẽ chạy lại đúng vị trí của mình. Rồi, đây là cái học đồ của em, để cái cây này ở phía trong đây. Cái nắp xăng bên đây là nó sẽ theo cái lóc cửa. Anh bấm lóc cửa lại thì cái nắp xăng không mở được, còn anh mở lóc cửa thì cái nắp xăng sẽ mở được. Và lúc nãy á, em có nói với anh là cái nắp xăng mình không có cái nắp dặn, mà nó sẽ xài lưỡi gà. Lưỡi gà ở trong nó sẽ có hai cái, một cái bên ngoài và một cái bên trong và một cái bên ngoài. Nếu trong trường hợp mà anh đổ xăng, cây xăng nó đổ nó bị tràn xăng ra thì nó sẽ chảy cái đường xăng xuống dưới đây. Anh sẽ thấy một cái vũng nước ở dưới đây, nó không bị tràn ra đây. Đổ xăng thì cứ thọt thẳng vô thôi. Nó có hai lớp lận anh, nó không, đây là van một chiều. Đó, thành ra em mới nói là nếu mà nó có đổ xăng nó bị tràn ra đó thì nó sẽ chảy xuống dưới luôn, nó không có bị trào ở đây. Rồi một số xe khác đó, nó bị trào ở chỗ này nè, nó lâu ngày chỗ này nó sẽ bị ố hết. Dạ, còn xong rồi mình chỉ cần đậy lại thôi. Dạ. Dạ, em xin phép mời anh lên ghế lái ạ. Anh bây giờ anh giúp giùm em á, anh chỉnh cái tư thế lái làm sao mà cái tay của anh cầm á, nó sẽ hơi cong một tí. Bây giờ nó đang hơi bị xa thì anh có thể chỉnh cái vô lăng. Rồi, anh kéo ra và hạ xuống theo cái tầm của anh nha. Anh đặt cái tay trên đỉnh vô lăng á, là nó, em thấy nó hơi xa một tí á, nhiều khi anh đánh lái nó sẽ bị hơi với á. Dạ, rồi, ok, nó khoảng cái đó. Ghế của mình á. Dạ, anh chỉnh xong, xong rồi anh chỉnh lại cái ghế nữa. Anh lưu ý giùm em, anh xoay cái vòng tròn, anh lên chữ auto. Xoay vòng tròn lên chữ auto luôn, lên luôn. Rồi, ok. Auto này nó sẽ sử dụng cái cảm biến ở phía trước đây. Cái cảm biến này nó sẽ đo ánh sáng. Nếu bên ngoài nó là trời nắng thì trời sáng tự động nó sẽ tắt, và anh đi vào hầm tự động nó bật.
Cái này là nó sẽ tiện hơn cho anh. Trong trường hợp anh thích về đèn thích ứng, đèn thích ứng có nghĩa là khi mà có gặp vật cản đối diện á, thì tự động pha nó sẽ chuyển về code. Thì anh lắc cái dòng này lên một tí nữa, lắc cái dòng lắc lên, lắc lên cái nữa. Anh lắc lên rồi, anh lắc cái đây, anh lắc lên thì nó sẽ ra cái chữ A sáng này. Dạ, thì lúc đó cái đèn mình nó sẽ là đèn thích ứng. Đèn thích ứng có nghĩa là khi mà anh đi ban đêm không có vật cản thì nó sẽ chuyển qua đèn pha luôn. Còn anh đi ban đêm có vật cản, tự động nó sẽ chuyển qua đèn cos. Tự động hoàn toàn. Và anh không cần phải suy nghĩ về vấn đề đèn ung. Đặt bình thường đặt cái thích ứng thì nó có không ảnh hưởng đến xe. Cái này là một tính năng an toàn. Nó gọi là tính năng văn minh á, tại vì nếu mà đi mà nhiều khi mình pha mình bị quên á thì nó tự động nó sẽ chuyển qua cos. Một tính năng gọi là văn minh của tụi châu Âu. Rồi. Ở trong cái đèn này á thì ở hai cái nút đây, đây là nút chứ không phải là biểu tượng. Anh có thể bấm vô, nó là đèn cản phía trước, nó là đèn cản phía sau. Anh bấm vô thì ở trong đây nó sẽ hiện ra thêm. Anh bấm nút pha giữ, anh gạt đây. Nó là pha giữ. Rồi. Còn xe mình để cái chế độ đèn thích ứng rồi á thì tự động nó sẽ pha cos. Mình không cần phải suy nghĩ. Ở phía bên ngoài nó có một cái nút, đó là nút reset. Anh bấm vô giúp giùm em là anh có thể đo lại tiêu hao nhiên liệu. Đè giữ luôn ạ. Đè giữ. Ok, là nó reset. Rồi. Em giới thiệu cái cần bên phải ở đây. Ở đây là cần gạt mưa. Thì nó sẽ ngược với xe châu Á. Là anh muốn gạt một lần thì xe châu Á mình sẽ đá lên. Còn xe này nó sẽ đá xuống. Gạt một lần. Rồi anh muốn bấm mà gọi là xịt nước thì anh bấm vào. Anh thao tác luôn giúp giùm em. Dạ không ạ. Volvo nó không xịt nước thẳng lên phần kiến. Bởi vì khi mà xịt nước lên phần kiến anh chạy tốc độ cao anh sẽ bị mờ. Anh không bị mất tầm nhìn tại thời điểm đó. Thành ra cái nước của Volvo là nó xịt ngay cái lưỡi gạt luôn. Và nó kéo thẳng luôn, nó đều cái xe mình hơn. Anh muốn gạt. Anh muốn gọi là gạt cái cây gạt mưa phía sau á, cái kiến phía sau á, thì ở đây nó có cái nút này. Không, cái nút này hai chiều nha, vừa xịt nước vừa gạt, chỉ gạt không. Dạ đúng rồi. Dạ nhiều khi á anh vô tình á mình bấm trúng cái tay cái cây gạt mưa ở phía sau nó gạt hoài thì anh nhớ tắt giúp giùm em, để ngay chánh giữa là nó tắt. Dạ chánh giữa là nó tắt ở phía sau. Rồi. Ở phía trong đây nó có cái nút hình gạt mưa, đó là gạt mưa tự động. Anh bấm vô giúp giùm em là trong màn hình nó sẽ hiện ra cái đèn luôn. Đó, hình giọt nước nè. Thì nó sẽ là gạt mưa tự động. Thì gạt mưa tự động này nếu trời mưa thì tự động nó gạt, anh không phải suy nghĩ. Thành ra em hướng dẫn anh là tiêu chuẩn nó tự động. Tự động hoàn toàn, anh không cần phải suy nghĩ. Rồi, ở đây nó có cái dòng này. Cái dòng này nó chỉnh là độ nhạy. Em sẽ xoay lên cái độ nhạy cao nhất. Cái độ nhạy cao nhất là để mưa nhỏ nó cũng gạt. Dạ. Nếu mà mình để độ nhạy thấp thì mưa nhỏ nó không gạt. Dạ, nhớ giúp giùm em. Còn khi mà anh bấm vô mà nó không ra nước thì cái bình của mình hết nước, anh cứ đổ nước vô bình thường. Đổ nước thì nó đổ tràn luôn là mình biết nó đầy thôi. Chứ nó không có cái một mực nào hết trơn. Dạ. Cái này là về cái hai cái cần của gạt nước và đèn. Đây là cụm phím trên vô lăng. Cụm phím trên vô lăng cái này là mình có thể chỉnh volume lớn nhỏ. Âm thanh. À, volume lớn nhỏ. Cái này nó sẽ tương đương với cái vòng tròn ở đây. Đây, nó tương đương với vòng tròn chỗ này. Cái này là volume. Dạ đúng rồi. Mình đang chạy mình có thể bấm trên đó hoặc là xoay cái vòng tròn ở đây. Dạ. Còn muốn qua bài thì mình bấm ở đây. Dạ, tương đương với ở đây cũng vậy. Dạ, đây mình bấm qua bài, qua kênh. Dạ. Còn hai nút ở phía trong là ra lệnh bằng giọng nói và cái nút điều khiển cái chức năng trên màn hình. Thì hiện tại chức năng trên màn hình nó đang bị ẩn đi một số tính năng. Mình chưa xài được. Nó điều khiển bằng giọng nói được chưa? Điều khiển bằng giọng nói dạ được, nhưng nó là tiếng Anh. Nếu mà mình ra lệnh bằng tiếng Anh nó sẽ hiểu. Chứ hôm trước sao ngồi trên cái xe của em mà em nói bằng tiếng Việt mà nó... Dạ, tiếng Việt thì mình sẽ xài thông qua cái Google Maps bằng Apple CarPlay. Okay. Dạ, thì nó sẽ hiểu. Rồi. Ok. Bây giờ qua đến cái tính năng bên đây. Tính năng bên đây nó là Adaptive Cruise Control. Thì khi mà anh chạy bám đuôi và giữ làn đường, anh nói chung khi mà lên cao tốc anh muốn chạy 80 thì vận tốc anh lên 80, anh sẽ bấm vô nút này thôi. Bấm vô một nút này thì lúc đó cái chiếc xe của mình luôn luôn chạy ở vận tốc. Đúng rồi, một nút thôi.
luôn luôn chạy ở vận tốc 80. Và nếu có xe tạt đầu phía trước, tự động chiếc xe nó sẽ bắt theo tốc độ của xe phía trước. Nếu xe phía trước chạy 70 thì xe của mình sẽ phanh lại và nó chạy theo 70. Nếu xe phía trước chạy 90 mà anh đang đặt 80 thì nó cũng chạy tới 80 rồi. Đó là tính năng gọi là ga tự động thích ứng. Đó. Còn nếu anh muốn chạy 80, anh đã set up 80 rồi, còn nếu anh muốn tăng lên thì anh sẽ bấm dấu cộng lên, thì mỗi lần dấu cộng như vậy nó sẽ tăng 5 km. Tốc độ đó. Đúng rồi. Cái này giảm tăng. Đúng rồi, mỗi lần bấm thì nó sẽ giảm và tăng 5. Tăng cái tốc độ mình đặt. Nên là tăng giảm. Rồi. Cái nút này là nó sẽ tăng và giảm cái khoảng cách so với xe phía trước. Và nó có tổng cộng là 5 nấc. 5 nấc tương đương với 5 giây va chạm. Mình muốn tăng, đây là tăng. Tăng là dưới này. Dạ đúng rồi. Cái này phải ra chạy xe thì lát nữa em sẽ hướng dẫn cho mình trong quá trình chạy. Là hai cái bên này. Hai cái bên đó mình không có xài ở tại Việt Nam. Nó là cái gì? Nó là điều khiển cái màn hình phía trong đây, nó chạy qua chạy lại. Dạ. Yeah. Không xài, không xài ngay ở giữa này. Dạ được. Dạ đây. Ok. Rồi, bây giờ em giới thiệu cho mình cái màn hình trung tâm ở đây. Anh lưu ý giúp giùm em cái chữ LTE. Cái này cái sóng LTE. Cái này là cái sóng sim 3G giống như em chia sẻ với anh. Là cái sim này nó do Singapore, chính vì đó. Sao Việt Nam mà không có? Dạ, những cái phần mềm này tất cả là nó bộ quản lý của nó nằm ở Singapore. Chứ sao nó không làm Malaysia mà nó làm Singapore? từng nơi nó sẽ quản lý ở một khu. Dạ. Thì cái sim này Singapore chính vì lý do đó nó sẽ roaming. Roaming có nghĩa là nó sẽ bắt sóng Vina, Mobi, Viettel. Và nó khi mà đi vào những cái chỗ mà nó roaming không roaming là mất tiền lắm á. Tự vô nó trả. Tự trả. Anh không phải tốn bất kỳ cái chi phí nào trên đây hết. Rồi. À, chính vì lý do đó đôi khi anh sẽ vào dấu X là nó không có roaming được. Thì khi mà không có roaming được thì anh sẽ không điều khiển được chiếc xe. Đã, em chỉ muốn nói điều này thôi. Điều khiển thông qua ứng dụng điện thoại. Okay. Volvo Car. Thì cái ứng dụng điện thoại Volvo Car anh có thể mở. Nói là lúc đó lái nó không đi. Dạ không, bình thường. Không phải. Anh điều khiển ứng dụng Volvo Car thì mình sẽ đóng cửa, mở lớp cửa từ xa. Rồi, anh có thể định vị chiếc xe và anh có thể là mở máy lạnh trước khi lên xe. Tại vì xe của mình mở máy lạnh nó không bị giới hạn khoảng cách địa lý. Và nếu mà mở máy lạnh rồi, anh không lên xe thì tự động 10 phút sau nó tắt. Đã. Ok. Đây này, nhớ giúp giùm em phần này nha. Rồi. Ở đây lúc nãy em có nói là xe mình có tổng cộng 6 profile, thì ở đây nếu mà mình look out ra, cái profile owner nó có thể thêm và bớt thêm 5 profile nữa. Look out ở đây thì tự động nó sẽ tạo thêm profile khác. Và mỗi profile như vậy thì bắt buộc mình phải xài một cái Gmail. Rồi, tức là có 6 Gmail. Rồi, xong rồi mình kéo vuốt lên thôi. Đây. Khi mà profile này cho mình người dùng. Người dùng. Dạ. Phải là Volvo ID hồi nãy đúng không? Dạ, Volvo ID đó nó điều khiển từng theo từng profile, tức là cho 6 người luôn. Đó, thành ra là một chiếc xe Volvo nó làm thì nó làm cho cả thành viên các trong một gia đình. Nhưng mà thành viên chính thì có thể remove tất cả thành viên còn lại. Rồi. Thành ra anh đi chiếc xe này, anh lái xe đi nhậu là chị biết. Không. Rồi, đi nhậu thì ráp an toàn nhất. Rồi, ok, em xin phép chia sẻ. Khi mà anh có thắc mắc bất kỳ gì, em nói là anh nhấn nút home. Là cái nút này. Cái nút này là nút home. Khi anh chị đúng rồi. Anh giúp giùm em, anh đạp phanh đi. Tại vì có một số tính năng em cần phải nổ máy em mới xài được. Rồi. Khi em, đây, bấm vô đây, bấm home thì nó cũng trả về màn hình chính. Đây là giao diện màn hình chính. Đây nút home. Cái nút này nó có hai tác dụng. Một là nó trả home về giống như cái điện thoại iPhone của anh. Cái tác dụng thứ hai, anh đè giữ nút này 20 giây thì nó sẽ khởi động lại màn hình. Và khi nào dùng là trong trường hợp anh lên xe, máy lạnh nó không ra lạnh. Máy lạnh của mình là 4 vùng độc lập. Thì có một số trường hợp nó phân tích dùng lạnh không được, nó sẽ gây ra là gọi là không hiểu dữ liệu. Và nó sẽ khóa lại cái phần lạnh. Thì lúc đó anh sẽ khởi động lại màn hình. Khởi động lại màn hình. Bằng cách anh đè giữ nút này. Đè giữ 20 giây đến khi nào nó khởi động lại. Và hiện ra chữ Volvo nhỏ xíu thì anh buông tay ra. Thì lúc đó cái máy lạnh mình sẽ tự động lạnh lại. Đã.
Tại do xe mình điều hòa 4 dùng thành ra em mới nhắc cái vấn đề này. Anh sẽ gặp 1-2 trường hợp trong quá trình anh sử dụng xe. Cái này nó không thường xuyên, nhưng mà 1-2 trường hợp là do cái nhiệt độ của mình đặt nó chênh lệch nhau quá nhiều. Rồi, để điều khiển máy lạnh trên xe thì anh giúp giùm em cái hình 20 độ này, anh bấm vô giúp giùm em. Bấm vô. Đúng rồi. Ở đây thì nó sẽ chỉnh tốc độ gió. Anh chỉnh nấc gió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đã. Ở phía dưới anh chỉnh nhiệt độ bên anh, nhiệt độ bên em. Xuống, lên. Dạ đúng. Rồi. Ở đây là có cái dấu xích. Dấu xích này nó sẽ đồng bộ. Còn nếu mà anh không muốn dấu đồng bộ thì em chỉnh nhiệt độ khác nhau, là mỗi bên mỗi nhiệt độ. Dạ không sao. Em quay á. Em quay, ok. Em quay, em gửi cái link YouTube tiếp lại cho mình. Rồi, okay. Nó sẽ đồng bộ lại. Dạ. Rồi, ở đây nó là nút cảm ứng. Anh bấm vô cái ổ khóa giúp giùm em. Đà, đây chỉnh nhiệt độ, tốc độ. Đây nhiệt độ mỗi bên mỗi khác. Thành ra xe của mình 4 dùng độc lập. Ở đây nó còn trụ cửa gió ngay đây. Cửa gió ngay trụ B ở phía đây. Đây chỉnh tốc độ gió, đây chỉnh nhiệt độ cho phía sau. Nếu mà phía sau giống như anh chở trẻ mà nó không biết chỉnh thì anh có thể chỉnh cho họ. Đây, main là phía trước, rear là phía sau. Parking là cái chế độ mà anh đậu xe. Thì cái chế độ parking này, khi anh đậu xe, nhiều khi anh đứng gần ở đây anh hút thuốc. Cái xe mình anh có nghe cái gió o phía trong. Thì do cái dàn lạnh này nó phát hiện ở phía trong xe nó có cái bụi và nó sẽ tự động lọc. Cái xe của mình khi anh nhấn home về, nó có cái gọi là cái phần máy lạnh. Em xin lỗi. Đây, air quality, cái máy lạnh. Đây, em bật thôi, anh không cần để ý cái. Cái máy lạnh này nó sẽ lọc bụi mịn 2.5 PM. Thì đối với tụi châu Âu, nó quan trọng cái không khí, chất lượng không khí ở phía trong xe rất là nhiều. Nếu mà mình ngồi trong xe, một chiếc xe có hệ thống khung gầm không bị lắc ngang, nó sẽ giúp cho mình cái hành trình tốt. Nhưng nếu mà mình thở không đủ oxy, chất lượng không khí của mình nó bị bụi thì mình cũng mệt. Thành ra là nó cái xe thế hệ 2023 này nó nâng cấp cả hệ thống máy lạnh. Thì cái máy lạnh này nó sẽ lọc mùi, lọc bụi, cân bằng cái lượng oxy. Anh sẽ thấy ở phía trong là chất lượng không khí của mình là đang tốt, nhưng mà bên ngoài á, thì đôi khi nó sẽ báo màu đỏ và bên ngoài nó bị bụi khá nhiều. Xe em của mình là chính vì nó lọc mùi luôn, thành ra là nếu mà mình có ăn sầu riêng thì khoảng 10 phút sau tự động nó sẽ lọc sạch sẽ hết. Cho nên ăn ở trên xe được. Mình thường. Và xe của mình thì nếu mà mình có gọi là bị cái phần thảm á, nó bị ẩm á, một số xe khác nó sẽ vô xe nó có mùi mốc mốc thì xe này không bị mùi mốc, nó sẽ tự động lọc luôn. Dạ, nó lọc mùi, lọc bụi. Rồi nếu mình xài dầu thơm nó lọc hết luôn. Dạ lọc luôn. Đó. Thành ra xe mình không cần xài dầu thơm. Không cần perfume. Dạ không cần. Không cần perfume. Nếu mà mình có thích xài dầu thơm thì em khuyên mình nên xài cái loại sáp. Sáp gút nước thì mình sẽ treo ở đây nè. Thì nó sẽ thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi. Chứ còn mình cái mùi nặng quá là vô là nó lọc sạch sẽ hết á. Cái phần lọc này anh vô bảo dưỡng là tự động Volvo nó sẽ thay theo chu kỳ. Anh không cần phải suy nghĩ. Rồi. Rồi, anh đi một xe mà cái không khí ở trong nó sạch sẽ, nó đủ oxy, nó cái mình lái xe nó khỏe lắm. Rồi. Đây là cái phần chất lượng không khí ở trên cái chiếc xe của mình. Rồi lúc nãy em rồi cái phần kế bên cái ghế của anh bấm vô giúp giùm em. Anh bấm vô cái ghế. Hôm qua nó ra mấy cái này đúng không? Dạ đúng. Cái này lúc nào nó cũng nằm ở đó. Rồi, cái này nó chỉnh ở trên là làm nóng, ở phía dưới là làm lạnh lưng ghế. Đây, em mở cái tốc độ gió nè. Nó sẽ thổi cái phần máy lạnh vô lưng ghế của anh và bàn ngồi. Ở bên đây cũng vậy. Chỉ có hai ghế trước thôi. Dạ. Nó sẽ thổi máy lạnh vào lưng ghế và bàn ngồi. Thì mình ngồi mình đi sẽ không bị đổ mồ hôi phần lưng vào bàn ngồi. Dạ. Cái này nó sẽ tự động lưu luôn vô cái chìa khóa và lưu luôn vô profile của anh. Là anh mở lên mặc nhiên nó chạy. Anh không cần bóp. Dạ.
kế đó là cái camera 360 độ. Okay. Anh bấm vô giúp giùm em. Em hướng dẫn anh bấm là bởi vì á, em xin lỗi, tại vì nó hở cửa là nó đen. Hở cửa nó đen chứ không phải là cái camera nó bị lỗi nha. Dạ, anh đóng cửa lại là nó tắt à. Nó bên nó này, bên em. Dạ đây. Rồi bên này đóng rồi. Còn cái dưới nữa thôi. Đó là nó hết. Rồi. Trong cái camera này anh lưu ý giùm em hai cái. À, cái này nó sẽ tự động bật khi anh chuyển về chế độ số gia hoặc là anh chạy ở vận tốc dưới 20 km/h. Tự động. Em hướng dẫn anh bấm vô đây là để anh có thể chủ động nhìn thôi. Dạ. Còn anh muốn nhìn góc nào thì anh bấm vô, rồi xong rồi anh nhấn là chữ 360 độ là tự động nó trả lại. Dạ, anh bấm vô đây 360 độ. Đâu có chữ 360 độ nào. Dạ em xin phép lột cái này ra nha. Ok, nổi đi. Dạ. Anh bấm lại. Đây nè, 360 độ đây. Đúng rồi, anh bấm bên nào cũng được hết. Dạ, hình ảnh cặp lề. Dạ, đúng rồi. Okay. Ở đây nó có hai cái cảm biến. Đó là cảm biến phía trước, parking sensor. Là 6 cảm biến trước, 6 cảm biến sau. Thì khi mà mình ở chỗ hẹp nó sẽ báo là những cái khoảng cách với vật cản ở phía trước, đầu xe và ở phía sau. Đây. Ở đây là rear auto brake. Cái rear auto brake này nó sẽ tự động phanh khi anh gia và gặp vật cản. Đâu? Rear auto brake. Đâu? Yeah. Anh có thể tắt bằng cách là anh bấm vô giúp giùm em. Anh bấm vô. Rồi, bấm turn off. Là turn off. Là nó sẽ tắt. Tối là nó tắt. Rồi, anh muốn mở lại thì anh bấm vô nó một cái, nó mở lại. Tại sao em hướng dẫn anh tắt và mở nó cũng có lý do. Tại vì cái rear auto brake này á, nó sẽ phát ra radar. Thì khi mà anh đậu xe, anh chạy thẳng vô nhà và anh gia ra thì anh sẽ không thấy hai bên bởi vì hai bức vách nó che. Và khi có xe máy nó cắt ngang thì nó sẽ tự động phanh. Rồi, nó rất an toàn. Nhưng nhưng khi anh gia vô chỗ hẹp thì nó tác động lên anh giật mình. À, nó thắng. Đúng rồi, nó thắng anh giật mình. Thành ra là nếu mà khi anh gia ở một cái chỗ anh kiểm soát được xung quanh và anh không muốn nó phanh thì anh có thể chủ động anh bấm tắt nó đi trước khi anh gia. Rồi, cái đó em tắt chia đi, sẻ. Tắt hoài là đến lúc mình ấy nó lại tự động nó lên lại. Dạ, chính xác, câu hỏi rất là hay ạ. À, khi mà anh bấm tắt thì anh tắt nhất thời và anh tắt máy. Anh mở lại thì tự động nó bật lại. Để tránh trường hợp tối đó anh tắt mà sáng ra anh cần không có. Tức là mình tắt thì đến lúc đề máy lại là tự động nó bật lại. Nó lại bật lại. Okay. Dạ, nó chỉ tắt nhất thời thôi. Đây, đó. Này, em chia sẻ lại là cái nguyên tắc hoạt động của nó là nó sẽ phát ra một cái radar. Okay. Thì cái radar này nó sẽ phát ở phía sau. Nó vật cản bao gồm con người, cây cối, xe cộ và cả cỏ. Chính vì vậy anh gie vô bụi cỏ là nó phanh dựng đứng luôn. Nhất là cỏ lau, cỏ hay kiểu cỏ ống rồi đó là nó dựng đứng luôn. Cái khoảng cách về để nó thắng thì nó khoảng 2m, 3m là nó phanh. Chứ mẹ thế thì làm sao? Thế phải tắt đi thôi chứ. Không, nó sẽ theo tốc độ của anh. Okay. Nếu mà anh chạy nhanh, anh gie nó hơi nhanh thì nó sẽ dài. Nó sẽ dài ra, anh chậm thì nó sẽ ngắn lại. Thành ra lúc mà anh gie vô cái lề mà ngay chỗ gần công ty em đó thì nó đâu có phanh đâu. Đây, tắt mở đây. Cái này là cảm biến. Anh chỉ quan tâm đến cái phần rear auto brake thôi, còn cảm biến không vấn đề gì hết, nó chỉ cảnh báo với anh thôi. Tại sao mà em giới thiệu cái này, tại vì nó phanh á, nếu mà anh gie hơi nhanh á là nó phanh dựng đứng, phanh dựng thẳng là anh và cả người ngồi xe giật mình. Nhưng mà giật mình vài lần là quen à. Rồi, ok, em bật lại nha. Rồi, về góc độ của em khuyên mình không nên tắt. Nhưng mà nếu mà thói quen của mình kiểm soát được thì mình có thể là tắt. Nhưng mà em khuyên là nên để cho mình có những cái lúc mà mình gie. Đôi khi cái bà bán xôi, bà ngồi sao mình không hay.
Rồi, ok. Đó là những cái chi tiết ở phần phía đây anh cần quan tâm. Kế đó là anh bấm vô cái dấu này giúp giùm em. Setting. Đúng, chính xác, setting. Rồi. Ở cái mục setting này, anh quan tâm giúp giùm em tổng cộng là chữ control và chữ driving thôi. Hai cái mục này thôi. Control, driving, hai cái thôi. Hai cái này thôi. Driving bản chất của nó là không cần phải quan tâm, nhưng em giới thiệu cho anh. Ok, anh bấm vô luôn. Rồi, nếu mà anh đi off-road, anh đi Đà Lạt, anh đi off-road vô những cái đường mà gọi là đường sỏi đá đó, anh chuyển qua chế độ off-road. Đây, chuyển qua chế độ off-road. Và khi mà chuyển qua chế độ off-road, anh có đạp ga cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ giới hạn 40 km/h, không chạy hơn. Cái chế độ off-road này anh có thể tận dụng để đi xuống đèo Đà Lạt. Khi đi xuống đèo, nếu anh không quen kiểm soát bằng phanh, bằng cái vụ hộp số, thì anh có thể chuyển qua chế độ off-road để nó giật xe lại. Dạ. Dạ đúng rồi. Và khi mà chạy chế độ off-road thường thì dòng nó chạy dưới 40. Dưới 40. Anh có đạp ga cỡ nào nó cũng 40. Thì nhưng chính vì nó chạy giới hạn như vậy thì lúc đó anh chạy, anh có đạp ga sâu vô thì cái dòng tua nó sẽ lớn lên và xe mình sẽ hú lên. Anh nhớ lưu ý cái gọi là cái hiện tượng đó giúp giùm em. Tại vì xe hú lên thì bình thường thôi, không vấn đề gì hết, nó không ảnh hưởng đến chất lượng của xe. Ở đây nó sẽ có hai mục, đó là Tearing Assist và Lane Cap. Hai mục này em muốn giới thiệu với anh bởi vì nó sẽ tác động vô cái vô lăng. Khi anh chạy, cái vô lăng nó sẽ gị. Nếu anh không thích thì anh có thể tắt nó đi. Nhưng mà để trước khi tắt á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh. Cái mục Tearing Assist này, khi anh xài cái tính năng bám đuôi giữa làn đường, tức là ga tự động thích ứng ở cái nút này, anh đi vào cua, tự động nó sẽ đánh lái luôn. Vào cong, đường cong nó đánh lái luôn. Nếu anh buông tay ra nó cũng đánh lái luôn. Tức là cái này với cái này nó có liên quan gì với nhau? Nó sẽ điều khiển. Đúng rồi. Nhưng nếu mà mình tắt cái này thì nó bám đuôi thôi. Dạ không, bình thường. Nó chỉ bám đuôi thôi nhưng không đánh lái. Còn cái này thì nó đánh lái. Đúng rồi. Okay. Cái đánh lái này nó sẽ giúp anh khi mà đi cao tốc á, mà anh có vào cua mà lỡ anh có cầm cái điện thoại lên, anh có hút một điếu thuốc, anh có mở một chai nước ngọt, thì vào cua nó sẽ tự động đánh lái giúp cho anh an toàn hơn. Nhưng nó chỉ cho phép anh buông tay ra trong 30 giây. Sau 30 giây nó bắt buộc anh phải cầm lại vô lăng. Nếu không nó sẽ hủy đi tính năng này, để tránh trường hợp anh lạm dụng, anh sử dụng nó giống như một cái lái tự động. Nó sẽ tự động đánh lái luôn khi vào cua, và điều kiện nó đánh lái là cái vạch kẻ đường ở phía trước anh nó phải rõ. Mà đi đường cao tốc thì luôn luôn rõ. Nhớ giúp giùm em cái phần đó thôi. Và tính năng này nó sẽ vận hành ở vận tốc 30 km/h là vận hành. Thế tức là mình tắt cái này đi thì cái adaptive nó sẽ bám đuôi thôi. Okay. Bám đuôi bình thường, nhưng mà nó sẽ không đánh lái. Nó không đánh lái tự động. Dạ. Đây. Cái lens khép này nó là giữ làn. Thì khi mà anh tắt mở anh có thể nhìn thấy ở đây. Đây em bấm này. Đây. Dạ, anh thấy không ạ? Đây. Đã ngay chỗ giật nước đó. Rồi. Cái lane cap này nó là gọi là giữ làn đường. Thì cái giữ làn đường nó sẽ ghi cái vô lăng anh khi anh chạy ở vận tốc trên 60 km/h. Và nếu anh chạy vận tốc trên 60 km/h, anh có sang lên mà anh không có xi nhan thì nó sẽ ghi vô lăng. Nếu xi nhan thì không ghi. Tức là nó đang hiểu là gì? Trong trường hợp mà anh chạy bị buồn ngủ, anh xi nhan, anh không xi nhan thì nó sẽ gỉ cái vô lăng để cho anh nha. Đúng rồi, để cho anh tỉnh. Rồi. Thì cái ở phân khúc xe khoảng tầm 1 tỷ nó sẽ không có Tearing Assist, tức là nó không có đánh lái tự động. Nhưng nó sẽ có cho anh lane cap. Đó là những chiếc xe ở phân khúc 1 tỷ nó chỉ hoạt động ở vận tốc trên 60 km/h, là cái tính năng gọi là giữ làn thôi. Chứ nó không có tự động đánh lái nha. Đây, đây là hai cái gọi là hai cái tính năng mà em muốn nói với anh. Cái thằng pilot nó nằm trong đó thôi. Nó nằm trong cái mục là okay. Lái tự động. Cái tính năng này bản chất nếu mà anh muốn đánh lừa nó, anh nhét cái chai nước suối á, anh nhét vô đây. Là nó chạy hoài luôn. Là nó chạy hoài luôn.
Nếu anh muốn thử anh đi đường anh ngủ luôn thì chết. Anh nhét cái chai nước này vô anh có thể bấm cái điện thoại. Thay cái tay mình thôi. Thay tại vì nó cứ lúc lắc hoài nó hiểu là có người cầm. Đó cái đó là gọi là hack cái tính năng đó. Rồi, nhưng mà em khuyên là đừng nên xài. Rồi ok, cái mục driving này thì em giới thiệu cho anh nếu anh cảm thấy là nó tác động vô vô lăng, nó ghi cái vô lăng trong quá trình anh chạy anh khó chịu thì anh có thể tắt một trong hai mục này. Còn nếu anh cảm thấy cái điều đó nó không ảnh hưởng đến cái việc anh lái thì anh cứ để, nó sẽ tốt hơn cho anh. Rồi, gần như driving hàng ngày anh sẽ không điều khiển. Cái mục kế tiếp đó là control, anh bấm vô chữ control giúp giùm em. Cái mục control này, đầu tiên nó sẽ là hit brake fault là anh bấm vào đây thì cái hai cái gối đầu phía sau nó sẽ gặp lại để nó tăng thêm tầm nhìn thôi. Nhưng mà dựng lên là phải dựng cơ. Anh có thể bấm giúp giùm em thử. Anh bấm luôn giúp giùm em thử. Dạ, không phải. Để bấm cái này. Nó sẽ gặp xuống. Dạ, nhưng mà gặp dựng lên là dựng cơ. Dạ rồi. Cái mục kế tiếp đó là wish service fortune, có nghĩa là cây gạt mưa. Rồi, anh muốn thay gạt mưa tại nhà. Tức là xe mình đậu ở ngoài nắng thì cái cây gạt mưa của mình nó sẽ bị chai. Cái này là hiện tượng hoàn toàn bình thường, là nó sẽ giấu dưới nắp gạt mưa, nắp capo. Đó, thành ra anh muốn xài thì anh phải bật lên. Nó sẽ dựng cái cây gạt mưa lên và anh thay xong rồi cái anh bấm nó chạy xuống. Chỉ có vậy thôi. Rồi. Dạ. Anh không biết thì anh sau này anh không nhớ ở vị trí nào. Tới bây giờ em giới thiệu, nói chung là em giới thiệu hôm nay nó khá nhiều. Thì video em sẽ gửi lại cho anh để anh có thể tham khảo lại trong quá trình anh thắc mắc, móc điện thoại gọi em là nhanh nhất. Gọi em bằng Zalo, anh em có thể là hướng dẫn anh bấm video call á, nó sẽ nhanh nhất. Rồi, cái kế tiếp đó là Ether mirror time when reverse. Có nghĩa là khi mà anh tích vào đây, anh chuyển về chế độ số gear thì hai cái gương mặt gương á nó sẽ lật xuống. Nó lật xuống nó soi cái bánh xe phía sau. Tại vì xe của mình hiện tại đã có camera 360 độ rồi. Còn nếu anh xài cái tính năng này, lật mặt gương xuống thì anh sẽ không nhìn thấy phần gương hậu khi anh dê dài. Em thì em không thích tính năng này. Còn anh muốn dùng thì anh có thể bật lên. Thì em không biết là anh có muốn dùng tính năng này không. Rồi, vậy em xin phép tắt. Cái mirror auto dimming, cái tính năng này là khi mà anh đi ban đêm, cái xe phía sau nó không có, nói chung là về lịch sự nó bật đèn pha thì nó pha vô cái gương hậu của mình thì nó sẽ tự động chống chói luôn gương hậu bên ngoài, gương hậu trong xe. Thì cái này anh nên để. Dạ, tức là nó chống chói ba gương trong xe, anh sẽ không bị chói mắt. Đó. Cái gương hậu của mình nó sẽ có chống chói anh nha. Đây. Nó chống chói nó tự động nó tối lại. Và cái phần gương hậu này, anh muốn sấy mặt gương khi anh đi trời mưa nó bị mờ á thì anh nhấn vô lúc này giúp giùm em. Anh nhấn vô luôn giúp giùm em. Đây. Đây, dạ, nhấn vô. Rồi, nó sẽ sáng một cái đèn màu cam. Đúng rồi. Thì nó sẽ nóng cái phần mặt gương này lên. Còn khi mà nó đủ nhiệt độ rồi tự động nó tắt, anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần nhớ bấm nó khi mà trời mưa là được. Dạ, bấm nút này chứ không phải nút này. Nó có tự động tắt. Dạ, tự động tắt. Dạ, chỉ cần bấm nút này thôi. Cái này là lấy gió trước. À. À, trên mặt gương của mình nó còn có thêm cảnh báo điểm mù. Ở đây. Cái cảnh báo điểm mù này là nó sẽ báo đèn màu cam. Nếu anh đang chạy mà có cái xe đang cập hông mà anh không thấy trên mặt gương. Rồi. Nhưng cái đèn màu cam này nó cảnh báo rồi nhưng mà anh vô tình anh không để ý nó và anh đánh lái bên đây luôn. Thì một số trường hợp cái vô lăng nó sẽ nghỉ lại. Đây là cảnh báo điểm mù chủ động, nó sẽ khác với cảnh báo điểm mù không. Để tránh trường hợp chiếc xe phía trước, ở phía sau á mình chạy lên với tốc độ cao quá mà anh không phanh kịp. Nó sẽ nghỉ vô lăng lại. Cảnh báo nhưng nó vừa làm luôn. Dạ đúng rồi, nó tác động vô luôn. Cái này anh không tắt được nha. Dạ. Rồi. Ok. Rồi, cái xe của mình, cái phần lúc nãy anh có nói với em, anh hỏi với em là lúc này làm gì. Thì bây giờ em hướng dẫn với anh. Rõ rồi đó. Cái lúc này là nó chỉnh cái gió, đây anh có thể bấm nè. Đây, đây là hướng gió. Hướng gió ngay phía trên, ngay người và ngay chân. Anh có thể bấm vô. Anh bấm luôn giúp giùm em.
nó là vùng, nó là ba vùng. Tại sao mà em hướng dẫn anh là cái vùng phía trên, tức là khoảng này là xe của mình á, cái không gian chỗ này nè, khi mà anh đi trời nắng á, nó sẽ bị rát ở phần mặt. Thường mình đi các xe nó hay bị đúng không anh? À, thì cái tính năng sấy kiến trước, thường mọi người đang nghĩ là trời mưa mới bật, nhưng không phải, nhà sản xuất nó thiết kế hai mục đích. Mục đích đầu tiên đó là sấy kiến trước khi trời mưa là đúng, nhưng mà ở Việt Nam mà anh sấy kiến trước là nó mờ luôn, nó thổi gió không à. Thì ở Việt Nam mình sẽ sử dụng khi mà trời trưa nắng, anh nó sẽ trích cái gió ở đây, nó sẽ làm mát cái không gian này, anh sẽ không bị rát á phần mặt. Cái gió này là gió lạnh đó hả? Gió lạnh, gió mới lạnh. Nó sẽ làm mát nguyên cái không gian này đó, anh sẽ không bị rát á phần mặt. Nhưng sau 4 giờ chiều thì nó sẽ bị động xương ngay hai lỗ này, nó sẽ bị động xương ở đây, chỗ này nó có gió nè, nó sẽ thổi lên đây, thì chỗ này ngay chân chỗ này nó là động xương, mà động xương là động xương bên ngoài chứ không phải động xương bên trong. Nó trên này là cái hướng nào đây? Đây ví dụ mình nói nè. Đây. Giờ nó bấm cái nào mà nó bị động xương? Dạ đây. Cô nói nó bị động xương không? À, anh tắt đi nè, nó không động xương. Nhưng mà khoảng thời gian này nè, cái này ngay chân, cái này ngay người. Này bắt đầu nóng lên nè, mặt ở trên. Dạ, này anh nên bật cái khoảng này. Dạ. Còn anh đi trời nắng, trời khoảng giờ này nè, anh nên bật luôn. Nên bật, tại vì nó sẽ làm mát cái không gian của khu vực này. Nhưng mà sau 4 giờ chiều, nếu anh thấy động xương thì anh tắt nó đi. Dạ, nhiều khi anh chạy anh quên thôi, không gì hết. Đó, lên chưa? Lên rồi đó. Dạ đây, à, anh tắt rồi. Tắt rồi. Dạ, anh đang bật. Tức là màu nó hơi, một... hơi nhạt, anh ba không thấy. Tại, tại do cái gọi là... mắt mình nhìn vào á, cái độ sáng của nó không đủ á. Dạ không đây sao. Cái... anh sờ đó. Anh sờ tay vào đây nè, là nó ở sẽ đây, có mà... trên hình này là cái này đây đấy. Đúng rồi. Okay. Thì em nhờ mình đó là bật cái này để anh đi trời trưa nắng, anh cái này là ngay dưới chân. Cái này ngay người. Cái này anh đang tắt rồi, em bật lại nha. Để trời trưa nắng cái này mình đi nó đỡ bị rát. Rồi, ok, em bấm home lại nha. Anh bấm chạy xuống là nó sẽ chạy xuống thôi. Đây, bấm chạy xuống. Bấm home đi. Home cũng được. Đây. Ok. Rồi, bây giờ anh vô lại hình bánh xe giúp giùm em. À, anh vô lại control. Control. Rồi, ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ em giải thích tiếp là cái auto dimming rồi đúng không ạ? Rồi. Cái Just Passenger Seat là cái này thể hiện cái phong cách của cái tuổi châu Âu á. Nó ra lăng cho phụ nữ. Thì khi mà chị ngồi đây hoặc là mấy là hoặc là cháu hoặc là bất kỳ ai ngồi lên cái ghế này thì người tài xế có thể ga lăng cho họ bằng cách đó là anh tích vào đây, anh chỉnh cái ghế của anh chạy tới chạy lui rồi ghế của em chạy, anh chỉnh luôn giúp giùm em ghế em chạy, mà ghế anh không chạy, ghế anh không chạy, ngã lưng luôn cũng được. Đây. Rồi tự động 3 giây sau. Tự động 3 giây sau nó sẽ trả lại. Để thay vì khỏi mất công anh phải đi vòng qua đây anh chỉnh giùm cho họ. Có thể là người già, trẻ em, là phụ nữ mang thai vân vân, hoặc là vợ mình tại vì tuổi châu Âu nó ga lăng mà nó thể hiện lên chiếc xe luôn. Dạ. Rồi, cái này wireless phone tức là cái sạc không dây. Anh xài sạc không dây thì anh sẽ để ngay vị trí này. Dạ. Cứ để vô là nó sạc. Để vô là nó sạc. Ở đây là Reduce Alarm Mode, có nghĩa là nếu mà những cái âm thanh cảnh báo phía trong xe mà anh nghe nó bị to thì anh bấm cho nó nhỏ lại. Reduce Alarm Mode. Reduce. Dạ, tức là nó sẽ nhỏ lại. Alarm. Dạ. Tùy theo cái cảm nhận của từng người. Tức là cái hệ thống loa đó hả? Dạ, không phải hệ thống loa, mà những cái hệ thống cảnh báo tít 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 ở trong xe vừa, nó nhỏ lại. Cái đó thôi. Dạ rồi. Alarm mà, đúng không? Dạ, alarm mode. Rồi. Cảnh báo. Okay. Lock and unlock feedback. Cái này em tích lên là để cho anh lock cửa, anh nhìn thấy cái đèn nó nhá lên một cái. Rồi. Cái lock, unlock door, one or on. Tại do xe của mình là bốn tay nắm cửa, anh có thể mở được hết. Chứ không nhất thiết là phải hai tay trước, giống như một số xe châu Á. Thành ra là khi anh đứng tay này, mà anh để on là ba cái tay kia mở hết. Còn anh để one là đứng tay này chỉ mở tay này thôi. Anh ở Việt Nam mình thường thói quen là on. Cái này đi. Chính xác á, tại vì á người nhà của mình luôn, người nhà của mình luôn luôn đứng sẵn ngay cửa. Mình bấm một cái là mọi người giật cửa thôi. Rồi,
cái đó là auto closing roof cover. Khi em tích vào đây thì cái đây anh vuốt ngược ra sao cái rèm nó chạy ra sao, anh vuốt một cái là nó chạy một cái, còn anh vuốt hai hồi nãy anh vuốt hai cái là nó chạy hai cái, vuốt lại hay là đóng lại thế. Dạ. Nếu mà anh quên đóng rèm kiểu này, anh quên đóng rèm, cái chức năng auto closing roof cover nó sẽ tự động đóng rèm lại và đóng cửa sổ trời. Cái này phải để thôi em. Dạ. Tự động nếu nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Tự động nó kéo lại luôn. Rồi. Đây. Mở ra cho thoáng. Đó. Đây, ok. Rồi cái này là lóc cửa tự động thôi. Không cần phải quan tâm gì. Rồi, đây này. À, cái xe của mình nó có hiển thị kính lái. Thì em hỏi thăm anh thấy số 0 phía trước không ạ? Ở phía trước. Anh ngồi đúng vị trí. Có, thấy số 0 đúng không ạ? Bây giờ em bấm chữ adjust, anh thấy nguyên ô vuông không? Có. Đủ ô vuông luôn đúng không ạ? Có thấy ô vuông. Rồi, ok, vậy là đúng. Thì khi mà anh lưu nhớ vị trí ghế của anh á, là nó lưu hiển thị kính lái, lưu vị trí ghế. Và anh giúp giùm em, bây giờ anh chỉnh cái gương hậu. Anh nhìn thấy cái gương hậu bên kia anh chỉnh được không ạ? Dạ. Cái cây quạt này á, khi mà anh bấm chữ star và anh đặt 15 phút thì 15 phút sau trước khi lên xe nó sẽ mở máy lạnh. Thì giống như em chia sẻ là nó chạy 10 phút tối đa, nếu anh không lên tự động nó sẽ tắt. Và máy lạnh của nó chạy bằng điện chứ nó không có chạy bằng dòng tua của máy. Thành ra xe Volvo nếu anh có đậu ở trong nhà, anh có mở máy lạnh lên thì không vấn đề gì hết. Tại vì nó không mong muốn là nổ máy ở trong một nơi là không kiểm soát được chất lượng không khí bên ngoài. Tất cả các xe Volvo chạy bằng điện, máy lạnh toàn bộ. Rồi, cái đó là cái nút định vị, anh bấm vô chỗ nút định vị giúp giùm em. À, đây nó định vị chiếc xe của anh. Ở ngay vị trí nào? Phước Bình. Dạ. Chính xác luôn á. Đi đâu là biết. Rồi, cái tính năng lóc cửa và mở lóc cửa anh có thể tận dụng giống như hôm trước em giới thiệu á, là anh với chị nhiều khi đi nước ngoài á, đi du lịch á, hay chồng đi du lịch mà đi bằng lúc 3-4 giờ sáng thì không muốn làm phiền ai thì mình chạy xe ra sân bay. Mình đậu ở sân bay. Rồi xong rồi mình để chìa khóa xe, thẻ xe ở ngay học tay luôn. Rồi anh lóc lại bằng phần mềm thì nó cho phép anh lóc. Chìa khóa vẫn để trên xe và lóc được cửa được bình thường. Rồi. À, thì khi anh đi nước ngoài, anh đi tới nơi rồi á, anh kêu người nhà lên cái chỗ nào ngay cái cột số mấy á, lên lấy xe thì anh đứng ngay cửa anh bấm mở trên phần mềm là tự động nó mở ra. Và người nhà sẽ lấy chìa khóa và chạy xe về. Khỏi cần mà không gửi ai hết. 15 phút. Chính năng cho mượn xe. Chính xác cho mượn xe cũng y như vậy luôn. Anh muốn cho ai mượn anh cứ để ở nhà rồi họ tới. Đậu em ví dụ cho đậu phía trước, chìa khóa với lại giấy tờ gì cứ để trên xe, mình lóc cửa lại bình thường. Và cái này á, mỗi lần mà anh muốn đề nổ. Em xin lỗi, xài không quen cứ quen miệng đề nổ. Anh muốn mở máy lạnh thì anh phải face ID hoặc là vân tay vô. Tại vì nó không mong muốn anh làm, tức là anh vô tình chạm. Dạ, rồi. Đó là những cái mà gọi là những cái mà cơ bản nhất trên chiếc xe. Rồi bây giờ em sẽ kết nối cái Bluetooth để khi mà anh lái xe có người gọi tới thì anh chỉ cần bấm nghe trên màn hình hoặc là bấm nghe trên đây thôi. Rồi, bây giờ anh vô cái connectivity. Rồi, cái phần Bluetooth. Màu trắng thôi. Và cái cổng cáp mình phải là cáp Type-C. Cắm giờ. Đây, mình để cái điện thoại ở đây. Qua đây. Đây nó lại bình thường. Dạ, bắt buộc phải có cắm. À, cái Apple CarPlay này á thì nó sẽ có hai cách dùng. Một là mình xài trên điện thoại iPhone. Còn nếu mà không xài trên điện thoại iPhone thì mình có thể xài qua cái box để mình có thể xem YouTube, mình có thể là gọi là cài bất kỳ ứng dụng nào mà mình thích. Còn cái trên Apple CarPlay nó sẽ bị giới hạn. Ở đây mình bấm vô đây cái ứng dụng này. Nó sẽ bị giới hạn một số cái ứng dụng rồi. Nó không có cài hết. Mình muốn tăng thêm xem YouTube khi chạy bắt buộc mình sẽ thông qua thiết bị là box. Và khi mà xài box á, mình xài cái Apple CarPlay này không dây luôn.
là cái hôm trước anh thấy em đang sử dụng, cái đó em xài bóc. Rồi, cái phần bản đồ đây. Bản đồ thì anh không dùng Google Map ha. Để cho em coi thử cái ha. Có chứ. Em không, anh không có xài Google Map. Anh giúp giùm em, anh cài Google Map luôn đi. Đừng có. Thì khi mà anh cài Google Map vào thì nó sẽ hiện chữ Google Map đây, hồi nãy anh không có đúng không? Bây giờ cài nó hiện lên rồi. Anh sẽ bấm vô đây. Em khuyên anh nên tập thói quen cắm vô khi mỗi lần lái xe. Em luôn luôn như vậy, tại vì nhiều khi mình quên. Không biết anh có bị lái nhầm đường không, chứ em đôi khi em quên em lái nhầm đường quá. Em đi vòng vòng mà đi đường về, em đi đường vòng luôn á. Rồi, em sẽ bật sẵn cho anh cái giao thông. Có nghĩa là anh biết được đường kẹt xe hay không kẹt xe bằng các hiển thị màu sắc. Em ví dụ cái đường ở phía trước của mình bây giờ nó đang thông thoáng, nó không kẹt. Dẫn đường đi metro quận 2. À, ra không nghe. Ủa cái đó là metro giờ không còn hình như. Mega Market. Dẫn đường đến Mega Market quận 2. Đúng rồi. Xóa rồi. À, nó lại ra. Mega Market quận 2. Rồi anh bấm chữ bắt đầu. Lần đầu thôi. Loại bỏ. Dạ, không, đây em. Đây, nó bị lần đầu thôi. Lần sau. Không. Rồi, ai nó sẽ dẫn đường anh đi. Đi về hướng đông nam. Rồi cứ đi theo cái mũi này thôi. Đúng rồi, đi theo cái mũi này. Và anh biết được là anh đi đến metro là mất 20 phút và km anh đi là 7.9 km. Rồi, xong rồi anh bấm thoát này, bấm dấu thoát này. À đâu, nó có chữ thoát đó rồi. Dạ, bấm vô màn hình nó mới thoát ngay nha. Rồi. Đó, nó thoát ra, bấm quay lại. Là nó sẽ ra giao diện chính lại. Để em bấm. Anh nhìn đây nó có chữ off-road thôi. Đây, em tắt cái chế độ off-road đi. Rồi, đây là cần số, ở đây là vị trí số, ở đây là cái bộ pin, pin của xe. Thì khi mà anh nạp phanh ở đây nó sẽ có dấu hiệu nạp điện vô, bình thường. Ở đây là cái quãng đường còn lại đi được tương ứng với lượng xăng còn trong xe. Đây là xăng nè, ở đây là vị trí số nè, rồi anh chỉ cần quan tâm đây và đây thôi. Rồi, còn ở đây là tốc độ, đây, ba thông tin mà mình cần phải quan sát. À, rồi, đối với cần số điện tử á, thì anh chỉ cần lắc xuống. Đúng rồi, là nó về đây. Đã, anh đệm ga là tự động nó nhả phanh tay. Ok. Và trong quá trình chạy, cần số điện tử nó cực kỳ an toàn. Nếu có trẻ ngồi đây, lỡ nó nhấn vô chữ P, không vấn đề gì hết. Đã. Và nếu trẻ nó có lỡ, nó gạt cần số của mình đá lên trên, không vấn đề gì hết. Đây, nhấn P, không vấn đề gì hết. Dạ, đây là cái ưu điểm của cần số an toàn. Của cần số điện tử nó khác với cần số cơ. Lần thứ hai giữ. Đây, em xin phép thao tác nha. Hai cái nút này nó tương đương với nút này. Đây em đang giữ nè. Là nó tự động chạy kiến lên và nó đóng luôn cả cửa sổ trời. Trong trường hợp anh muốn hạ kiến xuống từ xa thì anh bấm hai lần, tức là lần đầu, lần thứ hai giữ của cái nút mở thì bốn cánh kiến cửa nó sẽ hạ xuống. Anh thử giúp giùm em luôn. Rồi, giữ luôn giúp giùm em. Bốn cánh kiến cửa nó sẽ hạ xuống. Rồi, anh buông ra được ạ. Rồi, anh lên thì nó ngược lại là bằng nút lóc. Anh thử bấm lóc lại. Rồi. À, chính xác. Tức là ở nhà, anh đậu, anh chỉ cần nhìn thấy cái gương hầu nó xếp lại là chắc chắn chiếc xe anh đã được lóc cửa. Còn nếu mà anh nhìn thấy cái gương hầu nó chưa chạy lên thì anh có thể bấm cái nút remote để anh chạy lên. Hoặc là bấm trên tay này, nó sẽ tự động chạy lên. Để mất không mình khỏi phải đi ra xe mà bấm mở lên. Em cũng xin phép dặn lại là nếu có bất kỳ câu hỏi gì thì nhà mình cứ gọi điện riêng cho em, không vấn đề gì hết. Đừng có ngại ban đêm hay là tối gì hết. Điện thoại em là luôn nghe tại nghề của em. Và em có trách nhiệm trên những chiếc xe em bán, nên ra nhà mình cứ gọi thoải mái, không vấn đề gì hết. Rồi, em cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Em cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Là ở đây còn cây dù với lại một ít bánh của Volvo bên em. Dạ em xin phép. Em xin phép về.
Rồi như vậy là Khanh đã hoàn thành xong cái chiếc xe XC60 bàn giao đến gia đình anh Thắng. Thì qua video này, cảm ơn anh Thắng, cảm ơn chị Hiền, cảm ơn gia đình đã ủng hộ Khanh những chiếc xe của Volvo để nhà mình có thể trải nghiệm nhiều cái cung đường cũng giống như trải nghiệm nhiều cảm xúc lái mới trên những chiếc xe đến từ châu Âu. À, nếu quý anh chị hỏi về chương trình mua xe, đừng quên số điện thoại của Khanh 0826 131313. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan. Bye bye.